Xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 3, số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay đơn vị em lại vừa cập bến thêm một siêu phẩm nữa gầm cao cỡ nhỏ để phục vụ tới quý chị, một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và rất là đẹp. Đó, xin giới thiệu chiếc Mazda CX-3 được sản xuất và đăng ký năm 2022, một chủ cá nhân biển gốc tỉnh quý chị nhá. Và chiếc xe này của em mới lăn bánh có 2 vạn cây thôi. Đây là bản Deluxe. Đó, tuy là bản Deluxe nhưng đã được trang bị khá là đầy đủ những cái tiện ích trên xe rồi. Và xin mời quý anh chị cùng em trải nghiệm một vòng quanh xe để xem rằng qua 5 tháng sử dụng thì tình trạng của xe còn đang ở mức độ như thế nào ạ. Đối với sơn thì xe được khoác lên mình gang màu trắng, một trong gang màu có tính thanh khoản cực kỳ là cao rồi. Và theo như cảm quan đánh giá của em Trường thì chiếc xe này còn có tỷ lệ sơn zin lên đến 98% quý chị nhá. Một tỷ lệ sơn zin mà em nghĩ qua 1 năm sử dụng, đây là tỷ lệ sơn zin cũng còn khá là cao. Đó, la răng này, lốp nắp của xe vẫn còn rất là dày cộp luôn quý chị ạ, thoải mái đi. Đó, xe mới chỉ chạy có hơn 2 vạn thôi, không có gì nào mà bàn cả. Đấy, một vòng quanh xe. Và mời anh chị đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe đi ạ. Chúng ta cùng xem, cùng đánh giá xem rằng chất xe 2 vạn có đúng như đúng với số ODO không. Bên em bán ra là cam kết cả km zin nguyên hết quý anh chị nhá. Đó, ghế da là ghế da pha ly. Đó, đối với bản Dulux này. Đây là xe nhập Thái, thế nên là chất lượng của xe, tôn vỏ của xe cũng như khả năng cách âm chống ồn thì theo cảm quan đánh giá của em Trường nó vẫn sẽ tốt hơn đối với xe nội địa. Đó, đây củ số vô lăng của xe này. Còn nguyên phần luôn quý chị nhá. Và khi mở cửa ra bước vào xe thì em Trường có cảm quan đánh giá rằng xe vẫn còn thơm mùi mới nguyên. Đó. Đây, củ số này, các cái phím bấm chức năng này. Anh chị để giúp em này. Không phải bàn luôn quý chị ạ. Đó. Và bật mí rằng đây là chiếc xe này là của một ca sĩ quý chị nhá. Một ca sĩ trẻ tuổi thôi. Đấy. Ghế hàng ghế sau cũng gần như là chưa sử dụng tới, cũng còn rất là căng luôn, mới cực kỳ luôn ạ. Về bên em cũng chỉ rửa qua và lên sóng luôn cho quý chị. Tại vì chiếc xe này bản chất xe nó đã rất là đẹp, rất mới rồi, không có gì để mà bàn. Đó, một chiếc xe nhỏ gọn, đi lại trong phố cực kỳ thuận tiện luôn. Đây xin mời quý chị cùng em Trường trải nghiệm và đánh giá bên trong khoang nội thất, khoang máy của chiếc xe để anh chị ở xa có thể đánh giá được. Máy móc tất cả các xe thì bên em bán ra là đều để mộc nguyên quý chị nhá, không qua spa rửa dọn gì cả. Các anh chị xem như thế này khách quan nhất này. Những chiếc xe nào mà chảy dầu, thấm dầu này quý chị xem mộc này mới đánh giá khách quan được. Còn một khi đã dọn sạch bong rồi thì khó, rất khó có thể đánh giá quý chị nhá. Đó, anh em thợ xem đi cũng thích xem kiểu này hơn. Và đương nhiên khi anh chị lấy thì em Trường sẽ dọn dẹp spa theo yêu cầu của anh chị luôn ạ. Đó, keo mặt máy này, gang máy này, tất cả các thứ ốc áp này, ốc chân máy, ốc hộp số này, ốc mặt máy này, ốc capo, keo chỉ, tất cả là đều zin nguyên hết quý chị nhá. Bên em bán ra em đều cam kết quý anh chị bằng văn bản. Xe không đụng, không tai nạn, không nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ phát minh chuẩn. Và có hỗ trợ cho quý chị lên đến 70% giá trị xe khi vay ngân hàng quý chị nhá. Thì chiếc xe này đâu đó thì khoảng nhô 200 là quý anh chị có thể sở hữu em nó rồi. Đấy. Thì em Trường rất là mong rằng quý anh chị có thể alo gọi điện thoại trực tiếp cho em Trường để em Trường có thể tư vấn, hỗ trợ và đặc biệt là chốt với chị một mức giá yêu thương hơn nữa để quý chị có thể sở hữu cho mình một chiếc xe đẹp phục vụ cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới quý chị nhá. Và em Trường cuối cùng xin cảm ơn quý chị đã dành thời gian theo dõi hết clip của em. Xin được kính chúc quý chị một ngày làm việc thật hiệu quả, có nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.